nhập lớp học ô tô. Có gì? Ta da, hôm nay đột nhập vào lớp nào đây ta? Hôm nay em thì sẽ đột nhập vào lớp sửa chữa ô tô khóa K8 để xem các bạn đang học gì nha. Hôm nay các bạn đang được học với thầy Nguyễn Nhật Anh. Tiết học này vô cùng thú vị, đừng bỏ qua video này nha. Nay em đang học để xa xa đấu hệ con mắt nữa. Hôm nay lớp kỹ thuật sửa chữa ô tô khóa K8 đang học lý thuyết về đấu nối hệ thống đánh lửa, nguồn hộp cùng với thầy Nguyễn Nhật Anh. Tiết học diễn ra vô cùng sôi nổi và không hề buồn ngủ luôn nha. Nhóm của bạn Thảo đã đấu nối xong 2 bài rồi. Mặc dù hôm nay chương trình học chỉ cần đấu nối 2 bài, nhưng mà nhóm làm nhanh nên xin thầy đấu thêm một bài nữa. Mặc dù phần này thì ngày mai mới học. Ai nói nữ giới là không học được kỹ thuật ô tô. Ở VATC có bạn Thảo nhỏ nhắn nhưng mà vẫn học được kỹ thuật ô tô đó nha. Đó chỉ là một phần nhỏ trong một tiết học lý thuyết tại VATC. Hãy follow VATC ngay để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của series đột nhập lớp học ô tô nha.